người đến với chương trình dành cho quý vị phụ huynh có con em từ 4 tuổi trở xuống. Đây là Minh An từ Children's Discovery Museum. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hai cái yếu tố trong hội họa, đó là đường nét và hình dáng, qua việc sử dụng cái thùng cảm giác hay tiếng Anh còn gọi là sensory bin. Và các em sẽ học hỏi được điều gì qua sinh hoạt này? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Cái thùng cảm giác hay là thùng sensory bin, có lẽ anh dịch chưa được chính xác lắm, là một cái thùng mà mình có thể bỏ vật liệu vào trong đó và các em sẽ sử dụng tay để cảm nhận và để chơi một cách sáng tạo và tự do. Thì trong sinh hoạt ngày hôm nay, An sẽ sử dụng cái thùng cảm giác này giống như là một tờ giấy để cho các em vẽ. Thì quý vị có thể dùng thùng nhựa hay là cái khay nướng bánh bằng thủy tinh như thế này đây. Cái vật liệu mà bỏ vào trong này thì quý vị có thể dùng gạo hoặc là đậu hoặc là muối hay là cát cũng được. Hôm nay An sẽ sử dụng gạo, thì gạo mình có thể dùng gạo gì cũng được. An dùng gạo trắng, hoặc là tối hôm qua An nhuộm cái gạo trắng này thành màu tím để cho nó đẹp mắt cho quý vị nhìn xem và các em nhìn xem. Và cuối cái video này An sẽ chỉ quý vị cách nhuộm gạo một cách an toàn để cho các em chơi và quý vị có thể tạo ra cái thùng cảm giác cho các em. Thì ngoài ra chúng ta cần có một cái tờ giấy màu mình lót dưới cái khay này để khi đó hồi các em nó vẽ lên á thì mình sẽ thấy được rõ hơn một chút. Một cây viết lông và một vài tờ giấy để mình vẽ những hướng dẫn cho các em, và một món đồ chơi nho nhỏ để các em chơi trong cái thùng gạo này. Vì cái mục đích của cái thùng gạo ngày hôm nay á, là chúng ta thùng cảm giác ngày hôm nay là chúng ta dùng gạo để mà cho các em như là tờ giấy để cho các em vẽ lên trên, cho chúng ta không cần nhiều gạo lắm, chỉ cần chừng một cốc gạo là được. Sau đó chúng ta lắc nhẹ nhẹ để mà gạo nó phủ một lớp phẳng lên trên cái đáy của cái khay. Bây giờ các con đã có cái thùng cảm giác hay là cái sensory bin trước mặt các con chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau chơi nha. Bây giờ cô sẽ vẽ một đường và các con sẽ mình sẽ cùng nhau thực tập ở trên gạo nha. Đây là đường gì nè? Đường thẳng, đúng rồi. Bây giờ các con, chúng ta hãy dùng ngón tay của mình vẽ đường thẳng trên gạo. Cùng vẽ nào. Được không? Các con thấy vẽ trên gạo như thế nào? Nó có dễ hơn là dùng cầm viết và vẽ trên giấy không? Bây giờ mình thực tập lại một lần nữa. Vẽ đường thứ nhì cho cô nha. Đẹp không? Bây giờ mình vẽ đường kế tiếp này nha. Đường này đường gì đây? Đường cong ngoằn ngoèo đúng không? Cong lên rồi xuống hoặc đường ngoằn ngoèo. Bây giờ chúng ta sẽ dùng tay để thực tập trên gạo nha. Trước tiên hết, để muốn xóa cái đường thẳng hồi nãy mình vẽ, thay vì dùng gôm, các con chỉ việc lắc nhẹ cái khay, chậm chậm tay lên là mình sẽ có một trang giấy mới để vẽ. Bây giờ mình dùng ngón tay và vẽ ngoằn ngoèo lên xuống, lên xuống, lên xuống. Được chưa? Bây giờ mình lắc nó và mình mở sang trang mới nha. Để mình vẽ thêm hình mới nè, trên này. Bây giờ cô vẽ đường này. Đố các con, đường này đường gì đây? Zig zag, đúng rồi. Bây giờ mình thực tập dùng tay vẽ trên này nha. Zig zag. Bây giờ mình lấy cái xe hơi này, mình cho nó đi lên đồi và xuống núi như thế nào ha. Zoom, 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 zoom. Yeah, các con thấy không? Đây. Bây giờ mình đặt đi.
mình lắc, mình mở sang trang mới, mình tạo trang mới nha. Mình lắc lắc cho nó đều một chút ha, mình tạo sang trang mới. Bây giờ mình vẽ hình dạng đi. Bây giờ vẽ hình hình tròn. Đây, vẽ hình tròn. Bây giờ mình dùng tay mình thực tập trên gạo ha, vẽ một đường tròn trên gạo. Ráng vẽ tròn nha, đi đường tròn trên gạo. Được không? Bây giờ kế tới là đường gì ta? Hình gì? Hình vuông. Hình vuông thì có bốn cạnh bằng nhau. Đây là hình vuông. Bây giờ mình phải xóa đi cái hình tròn này ha. Mình lắc nhẹ, mình chậm chậm. Xong rồi mình dùng ngón tay mình vẽ nè, bốn cạnh bằng nhau. 1, 2, 3, 4. Bốn cạnh bằng nhau. Mình có hình vuông. Bây giờ hình vuông rồi thì tới hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì có hai cạnh dài bằng nhau và song song, sau đó hai cạnh ngắn. Đây là hình chữ nhật. Bây giờ mình sẽ thực tập trên gạo mình nha. Mình sẽ tạo trang mới, lát nhẹ, đập nhẹ nhẹ. Bây giờ mình vẽ hai cạnh dài song song với nhau. Đại 1, 2, rồi hai cạnh ngắn nối lại, nối hai cạnh dài lại với nhau là hai cạnh ngắn. Chúng ta có một hình chữ nhật. Bây giờ hình kế tiếp nè, đó là hình tam giác. Hình tam giác thì có ba cạnh. Đúng rồi, hình tam giác có ba cạnh. Bây giờ mình lắc cái này đi, mình dậm dậm, mình lắc dậm dậm. Bây giờ mình vẽ hình tam giác nha. Mình sẽ dùng tay vẽ ba cạnh. 1, 2, 3. Chúng ta có ba cạnh. Các con có thể dùng cái này vẽ bất cứ gì con muốn. Có thể vẽ ông mặt trời, vẽ trái banh. Qua sinh hoạt này, quý vị thấy rằng các em nó phát triển được cái kỹ năng lắng nghe và làm theo sự hướng dẫn, cũng như là kỹ năng nhận biết được các đường hình dạng, đường nối, và kỹ năng vận động ngón tay vẽ lên trên gạo như thế này sẽ giúp em nó phát triển kỹ năng ngón tay để mà hỗ trợ cho cái việc viết sau này, cũng như là khi mà các em nó chơi cho cái đồ chơi, chơi trên những cái đường mà các em vừa mới vẽ ra thì nó sẽ có được cái cảm nhận là cái cơ thể nó có vận động trên các cái đường này như thế nào. Quý vị cũng có thể đem cái sinh hoạt này mình ra ngoài trời, tìm ở ngoài sân ở chỗ mà có xi măng á, xong rồi mình mới dùng cái phấn, cái phấn để mà cùng, một là cùng các em vẽ và chơi với các em, hay là quý vị sẽ khuyến khích các em bằng cách đưa ra các câu hỏi là vẽ cho mẹ hoặc vẽ cho ông một cái đường thẳng, hoặc là một cái đường cong, hoặc là một hình tam giác, sau đó cho các em nó đi lên trên những cái đường đó và lặp lại tên của đường hoặc những hình dạng đó để cho các em được nhớ. Bây giờ An sẽ chỉ cho quý vị cách làm cách nào để mà nhuộm gạo an toàn cho các em chơi nhé. Để mà nhuộm gạo ra những cái màu gạo xinh đẹp như thế này rất là đơn giản. Hôm nay An sẽ chỉ cho quý vị nha. Cho mỗi một cốc gạo trắng, chúng ta sẽ bỏ vào trong một cái thùng hoặc là một cái đồ gì đựng mà có nắp đậy nha quý vị. Phải có nắp đậy thì lát hồi mình sẽ lắc. Thì chúng ta cần một teaspoon hoặc là một muỗng cà phê giấm. Quý vị cũng có thể dùng chanh cũng được, và quý vị thì để nó có cái mùi thơm hơn. Một cốc gạo, một teaspoon giấm. Và sau đó quý vị có thể cho màu thực phẩm, màu gì cũng được. Mình có thể cho nhiều nếu mà muốn màu đậm, hoặc ít nếu muốn màu lợt, bỏ vào. Và chúng ta đậy nắp lại thật chặt. Sau đó chúng ta lắc. Lắc cho thật đều, lắc cho thật mạnh để mà cái màu
cái màu nó thấm hết tất cả các hột gạo. Xong rồi quý vị mới bỏ trải lên trên một cái tờ giấy lau tay. Trải lên trên như thế này đây. Nó sẽ khô rất là nhanh, khoảng chừng 20 phút à. Thời bây giờ là mùa hè cho nên nó mau khô lắm. Mình rải ra. Mình rải ra rồi mình để cho nó khô. Khoảng chừng 20 phút sau thì cái gạo này nó sẽ khô. Đó là cách làm thế nào mà mình nhuộm màu gạo. Anh hy vọng là quý vị và các em có một cái sinh hoạt thú vị ngày hôm nay. Năm nay cũng là năm mà chúng tôi kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Bảo tàng. Chúng tôi rất là muốn quý vị chia sẻ những cái kỷ niệm của quý vị qua những câu chuyện hoặc là những nhận xét hoặc là những cái thành phẩm hoặc là những cái tác phẩm mà các em đã làm ra trong những lần thăm viếng Viện Bảo tàng của chúng tôi bằng cách hashtag 30 years of discovery qua trang mạng xã hội của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các em đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các em vào thứ sáu tuần sau lúc 10:30 sáng. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên Virtual Purple Museum của chúng tôi. Nếu quý vị đang thưởng thức các chương trình này, xin vui lòng xem xét đến việc đóng góp để hỗ trợ cho những nỗ lực của chúng tôi. Chương trình phát sóng vào mùa hè của chúng tôi là vào mỗi thứ tư và thứ sáu trên Facebook và YouTube. Để được cập nhật thông tin, xin ghi tên vào danh sách email của chúng tôi. Truy cập www.cdm.org và ghi tên ngay hôm nay.